Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi ngọ. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của cái tháng Bính Tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với những người tuổi ngọ. Như đã nói thì người tuổi ngọ mà gặp tháng Tý, tức là xét về địa chi đó, Tý ngọ là lục xung, cho nên là người tuổi ngọ gặp tháng Tý mà lục xung về phần gia đạo thì nó sẽ về phần địa chi thì là gia đạo thường sẽ không tốt đẹp. Mà khi mà vào tháng lục xung, ngoài cái việc gia đạo không tốt đẹp, nó còn ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ trong xã hội, dễ tạo ra thị phi tai tiếng và không tốt đẹp. Nói chung là về mặt tình cảm gia đạo, tình cảm có thể là tình cảm ở bên ngoài, tình cảm anh em, tình cảm đồng nghiệp cũng sẽ có những điều không tốt đẹp. Với cái người mà tuổi ngọ, bây giờ thì chúng ta phải luận xét xem coi là tuổi ngọ nào sẽ ngoài cái việc không tốt về gia đạo, phải cẩn thận về gia đạo, còn không tốt về cái mặt gì nữa. Thì đầu tiên hết thì là mình sẽ phải xét cho các bác trai, các bác gái tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 với mệnh sa trung kim. Như vậy thì người mệnh sa trung kim gặp tháng Bính Tý là một tháng thủy, là bản mệnh bị sinh xuất, bổn mạng sức khỏe không được tốt. Người mệnh kim gặp năm mộc vốn dĩ đã là một cái năm không tốt về bổn mạng rồi, thì bây giờ là lại và gặp cái tháng bị sinh xuất về bổn mạng nữa, thì như vậy là cái phúc tinh và tài tinh, những cái mà chịu sự chi phối của bổn mạng để tốt đẹp lên sẽ bị ảnh hưởng, mất đi cái tác dụng của nó, của mình. Là cái tác dụng, thí dụ như phúc tinh thì tạo ra cái điều tốt đẹp, còn tài tinh thì tạo ra tiền tài. Đối với người Giáp Ngọ là bị sinh xuất. Thiên can Giáp Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Xét về mặt tử vi, nạp âm ngũ hành của Giáp Ất là mộc, nạp ngũ hành của Bính Đinh là hỏa, cho nên là thiên can bị nạp âm ngũ hành, nạp âm ngũ hành của thiên can tức là chữ Giáp đó, là sinh xuất ra Bính, cho nên là công việc thì có thể nhìn về mặt thì vẫn là tốt đẹp, không có việc gì, vẫn êm đềm, không có sự chống phá, mà cũng không có nhiều sự tốt đẹp. Tuy nhiên rất là dễ hao tài, một số tiền nhỏ, nhưng mà nằm trong cái tầm khống chế của mình, cho nên là các bác người Giáp Ngọ cẩn thận cái việc hao tài, không quá lo lắng đâu. Rồi á, địa chi như đã phân tích ở đầu, Tý Ngọ thì thuộc nhóm lục xung. Mà lục xung là sao? Là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau về cơ bản của hai cái con này ở trong cuộc sống. Thì gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ gặp nhiều xung khắc và chịu nó không vui vẻ, cẩn thận, đặc biệt là dễ thị phi đối với các bác nam nha. Rồi, đó là những cái điều mà người Giáp Ngọ phải cần cẩn thận. Ngoài cái việc là bổn mạng gia đạo đã nói như ở trên, Tý gặp Ngọ thì nó sẽ có nhiều sao sáo, thì phải cẩn thận về cái việc mà sinh xuất bổn mạng, sức khỏe bị suy yếu, có thể bị bệnh nhẹ đối với các bạn nữ. Tiếp đến đó là các anh các chị tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 với thiên hà thủy. Nói rằng là 2016, 2017, 2018, 3 năm tam tai của người Bính Ngọ chịu rất là nhiều gọi là thay đổi về nhiều mặt không tốt đẹp. Bước qua năm 2019, năm Kỷ Hợi này, về mặt tử vi cũng gọi là một năm tương đối thôi, không có tốt đẹp, gọi là năm trung bình thôi. 2-3 năm kia là xấu thì năm này mới trung bình thôi, cho nên là vẫn chưa khắc phục được cái hậu quả mà 3 năm vừa rồi để lại cho tuổi của các anh các chị. Đến thời điểm này của năm thì phải nói rằng sụp một lỗ số quá sâu, bước lên nó rất là chậm chạp và khó khăn. Người mà thiên hà thủy của các anh các chị gặp tháng Bính Tý là giãn hạ thủy, là một cái khe nước nhỏ, thì là thủy đồng hàng bổn mạng và sức khỏe không có vấn đề tốt đẹp. Khi bổn mạng và sức khỏe không có vấn đề thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng sẽ được phát huy tác dụng tốt nhất của nó. Thiên can chữ Bính cũng đồng hàng, không công việc không gặp khó khăn, thuận lợi và càng dễ có tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi thì cũng giống như người Giáp Ngọ với Tý Ngọ thuộc nhóm lục xung,
thì chắc chắn rằng là cái việc gia đạo tình cảm sẽ có đôi chút khó khăn đối với các chị, đặc biệt là các chị ở cái tuổi này. Nhưng mà cái phần gia đạo tình cảm của mình ở trong giữa chồng con sẽ có nhiều cái biến động không được tốt đẹp cho lắm, cho nên là các chị thì em sẽ phải cực kỳ cẩn thận ở trong cái tháng này đối với cái việc gia đạo tình cảm. Người tiếp theo của những người tuổi ngọ mà mình sẽ chia sẻ về tử vi của tháng Bính Tý là người mậu ngọ, tức là người thiên thượng hỏa. Như vậy là người mậu ngọ, mình là phải mậu ngọ đây, cho nên là sẽ xét nè, mạng là tháng thủy gặp mình hỏa, là mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng những cái sức khỏe nè, tai nạn. Nói chung là về nữ mạng sẽ chịu nặng hơn là nam mạng ở trong cái tháng 11 âm lịch. Cũng giống như người kỷ mùi, người mậu ngọ thường thì không thích mùa đông, lạnh quá, lửa mà gặp lạnh quá không có chịu cho lắm, cho nên là nữ mạng của cái người mậu ngọ rất hay dễ xảy ra cái việc bệnh hoạn ở trong cái tháng tháng này. Gặp như dù là ở những vết nước như ở Việt Nam hoặc là ở những nước lạnh như Mỹ đó này kia, thì người mậu ngọ cũng nên cẩn thận với cái sức khỏe mà bị tương khắc như thế này. Rồi còn việc là tổng quan là mình không thích cái mùa đông nữa thì nhớ cẩn thận cái phần sức khỏe, đặc biệt là cái tai nạn phạm thân. Thiên can mậu bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của mậu là thổ, bính là hỏa, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, hỏa sinh thổ, cho nên là có thể nói là công việc ok, thậm chí là có tài lộc hơn cái tháng 10 này. Rồi á, địa chi là Tý Ngọ thuộc nhóm lục xung. Như đã giải thích ở trên, lục xung là mô tả cái sự chống đối chọi lẫn nhau giữa cái phần địa chi, cho nên là gia đạo tình cảm của cái tháng 11 này đối với người mậu ngọ, dù là nam hay nữ bạn đi nữa, thì cũng có nhiều biến động, có nhiều cái điều phải cần phải suy nghĩ, nhiều cái đau đầu, đặc biệt là nữ mạng rất dễ thị phi ở trong cái cuộc sống. Rõ ràng với tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019, xét về mặt tử vi, ngoài cái việc xấu về cái bổn mạng như đã nói là do thủy khắc hỏa tháng, thì cái việc gia đạo khi mà nó có cái việc xấu như thế ở trên, nó tương khắc bổn mạng, thì phúc tinh tài tinh nó sẽ không có tác dụng. Mà khi phúc tinh và tài tinh biến thành không thì phá và bại tinh nó hoành hành rất nhiều, dẫn đến dễ xào xáo ở trong gia đạo, không có cái gì mà chống đỡ, cho nên nó là phải dùng đức năng của người mậu ngọ mà cố gắng vượt qua nhịn nhục trong gia đạo tình cảm để mà mọi chuyện nó suôn sẻ. Đó là những cái gì mà người mậu ngọ cần phải chú ý ở trong tháng Bính Tý, tháng 11 ha, âm lịch của năm Kỷ Hợi. Rồi tiếp đến là các em Căn Ngọ sinh năm 1990 với mệnh lộ bàn thổ. Người mệnh lộ bàn thổ thì sẽ gặp thổ khắc thủy, là bổn mệnh của mình khắc tháng, không tốt cho về mặt sức khỏe bổn mạng. Khi đó nó không tốt trong bổn mạng, trong cái bổn mạng mà với tháng thì mình đã chia sẻ rồi, là tháng khắc bổn mạng giống như màu ngọ nãy. Rồi bên xấu nhì là mình khắc tháng, số thứ ba là sinh xuất, và đây là người mậu ngọ, người canh ngọ cũng có một tí xíu khó khăn về bổn mạng. Tuy nhiên là người canh ngọ sẽ không phải không sợ cái sự nguy hiểm về bổn mạng, nó có thể bị suy yếu, bị bệnh rồi này kia, nhưng mà nó không có đến nỗi nguy hiểm bổn mạng, có thể mất mạng giống như là người mậu ngọ ở trong cái tháng 11 này. Xét về tử vi, thiên can thì chữ bính nó khắc chữ canh, Bính Tý, thiên can bị tháng tương khắc, công việc báo hiệu nhiều khó khăn, cẩn thận lâm vào bế tắc, đặc biệt tháng này rất dễ xảy ra cái việc không tốt đẹp với công quyền, cho nên là làm cái gì mà không ngay thẳng thì tháng này phải cực kỳ cẩn thận, chú ý nhìn chữ có sao, nếu không muốn vô trong kia ngồi cho vui.
mình còn vô đâu thì tự mọi người hiểu. Người canh ngọ thì hơi liều lĩnh, lâm lâm ly ly, nhưng mà làm chuyện lớn lắm, mà dám làm chuyện lớn, không nói ra nhưng mà đều có cả dám làm. À, người mà thổ mà. Địa chi Tý ngọ thuộc nhóm lục xung. Lục xung là mô tả cái sự chống đối đối chọi với nhau với hai cái con này. Cho nên gia đạo tình cảm sẽ báo hiệu là nhiều điều không có vui vẻ. Như vậy thì rõ ràng ở trong cái tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý, đối với người canh ngọ thì nó có hoàn toàn ba cái mạng, thiên can, địa chi đều là tương khắc. Mà tương khắc như thế nào thì nãy giờ mình đã giải thích rồi. Cho nên là người canh ngọ ở trong cái tháng 11, tháng Bính Tý cần cẩn thận rất nhiều điều, từ bổn mạng cho đến gia đạo tình cảm. Nếu không muốn xảy ra chuyện xấu thì tháng này nên tu tâm dưỡng tính đi ha, đầu tháng nên đi chùa cúng đi ha, xả xui đi, chứ còn không biết là tháng này báo hiệu sẽ là nhiều điều không có tốt đẹp lắm cho người canh ngọ. Rồi tiếp theo, người cuối cùng của người tuổi ngọ chính là các em nhâm ngọ 202 và các bác nhâm ngọ 1942 với mệnh dương liễu mộc. Có thể là mình sẽ lượt qua các bác 1942, tại vì các bác 1942 thì đang ở cái giai đoạn là gọi như là an hưởng tuổi già rồi, mình không muốn phạm thượng nhắc đến, thì mình sẽ chia sẻ cho các em 202. Thì người mệnh mộc gặp tháng thủy là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng. Khi đó phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi và phát huy tác dụng của mình. Hy vọng rằng với cái bổn mạng được tương sinh đó sẽ phần nào giảm bớt cái sự khó khăn của chữ nhâm của các em, nó khắc chữ bính, tức là tháng tương khắc với thiên can, gặp là thiên can của mình đó, nhâm nó khắc bính là mình đó, là khắc tháng, cho nên là công việc báo hiệu nhiều khó khăn chống phá. Rất may là các em nhâm ngọ thì đang ở trong cái giai đoạn gọi là đầu tiên xây dựng cuộc sống, hoặc là còn đi học, cho nên là hy vọng rằng là cái chữ nhâm hình bính này nó không quá là các em nản chí, sẽ có trục trặc thậm chí ở trong công việc việc học của mình, các em nhớ cẩn thận. Địa chi thì Tý ngọ thuộc nhóm lục xung, anh đã mô tả cái sự lục xung nó như thế nào ở trên rồi. Gia đạo tình cảm mà gặp cái chuyện lục xung, địa chi lục xung thì chắc chắn rằng là nó sẽ có những cái việc trục trặc trong chuyện tình cảm. Đặc biệt với nhâm ngọ 202 nữ mạng thì các em á, là người ta gọi là trai nhâm gái quý, nhưng mà các em là nữ mà cầm chữ nhâm thì thường là các em ở tuổi này có chút xíu thôi, nhưng trong tình cảm các em nóng nảy lắm, đưa ra những cái quyết định sai lầm, cho nên tháng này dễ gặp cái chuyện xào xạo trục trặc, cho nên là các em nhớ nhu lại một tí xíu thì nó sẽ tốt đẹp hơn trong cái chuyện tình cảm của mình, có thể là với cha mẹ, cũng có thể là với bạn trai, với tình yêu của mình. Như vậy tháng 11 đối với tháng 11 tháng Bính Tý đối với người mà nhâm ngọ thì rõ ràng cũng không được hơn người canh ngọ là nhờ cái bổn mạng được tương sinh thôi, chứ còn công việc và tình cảm gia đạo sẽ có cả hai cái xung khắc. Mà như nói mình có ba cái quá bán thì hai cái tốt thì mình vui, chứ mà chỉ có một cái tốt hai cái xấu thì chắc có lẽ là mình không vui lắm đâu. Nhớ cẩn thận đối với cái tháng 11. Như vậy thì rõ ràng là tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019 báo hiệu là một tháng không được tốt đẹp cho lắm về mặt tình cảm gia đạo với tất cả những người tuổi ngọ, và đặc biệt là canh ngọ và nhâm ngọ, còn có cái chuyện mà thiên can bị tương khắc ảnh hưởng đến phần công việc của mình. Đây là hai cái nhóm gọi hai cái tuổi ngọ mà đang ở trong cái giai đoạn là đầu đời xây dựng cuộc sống. Tuy nhiên gặp tháng này nó có trục trặc trắc trở thì cố gắng mà nhịn nhục mà vượt qua, chứ đừng có nản chí. Cuộc sống thì dĩ nhiên sẽ có những lúc đi lên, nhưng sẽ có những lúc sẽ đi xuống. Hy vọng rằng với những cái thông tin mình chia sẻ sẽ giúp cho các em biết thế nào là nhu lại, thế nào là biết trước cái sự việc xấu sẽ đến, mà chuẩn bị cái tâm lý nhịn nhục để mà có được cái tinh thần vượt qua nó một cách tốt đẹp. Mọi người xem video thấy hay
xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi ngọ được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.